Một người nổi tiếng rồi là gì? Không được nói điều mình nghĩ mà phải nói điều người khác mới nghe. Bạn nhớ câu này cho tôi. Nên là người nổi tiếng sống mà không có được. À thì chuyện qua hậu hôm nay cứ rình rằng mà quá trời quá đất luôn mà sao không hiểu fan của Duy Nguyễn vô hỏi hoài. Mà thật ra Duy Nguyễn cũng không muốn nói cái chuyện này nhưng mà buộc thế phải nói. Tại vì nếu mà không nói thì không có mindset gì các bạn trẻ fan của tôi mà lo chuyện bao đồng không à. Thì thay vì bây giờ lo chuyện qua hậu cái giờ chuẩn bị nhập học kèm cuốn sách chưa? Tính năm nay nhiêu điểm thì trường gì học trường gì? Trường chuyên hay trường làng hay trường quốc tế? Tại vì Duy Nguyễn muốn hướng fan của mình đi là một những con ông chăm chỉ tập gym mà đi học giỏi vậy đó. Chứ không có muốn mất thời gian quá nhiều cho những cái suy nghĩ lệch lạc ngoài xã hội, cái chuyện qua hậu bông hậu gì đó, nó đâu quan trọng đâu. Tại sao Duy Nguyễn không nói nó không quan trọng? Ít ra Duy Nguyễn thực hiện video này là trên góc độ cá nhân của mình. Và Duy Nguyễn không thuộc phe nào hết á, cũng không phải phe bình mà phe trống, có phe ăn tùy qua hậu cũng ghê lắm. Nói chung gần nhiều năm gần đây nhức đầu á, tại vì sao các bạn quá nhiều qua hậu đi, biết không biết qua hậu nào xịn, qua hậu nào không xịn luôn thiệt. Ở đây á, thật sự bạn của Duy Nguyễn có những người cũng lớn là bằng tuổi Duy Nguyễn mà, cũng ở nước ngoài có, ở Việt Nam có, rồi làm những chức vụ cũng cao cấp có, nhưng mà lên nước đọc mấy cái đoạn mà cắn chữ vô miệng này nọ đó, gọi là đam tài me, nhưng mà thôi đó là chuyện của họ đó. Còn bây giờ á là Duy Nguyễn sẽ có góc nhìn của mình ở đây là gì, không đả kích ai cả. Và cái thứ hai nữa là muốn cho các bạn biết á, cái chuyện gì nên quan tâm và cái chuyện nào không nên quan tâm. Những cái chuyện nên quan tâm là gì? Tương lai chúng ta, thu nhập chúng ta. Thì thí dụ như bây giờ các bạn ra đường, các bạn ra xã hội mà các bạn để cho cái chuyện qua hậu để chiếm thời gian bằng nhiều quá, thì những người khác trong đó có Duy Nguyễn đánh giá mày đánh nè, mày không chuyện gì làm nữa, mày loser, xong rồi tối ngày mày ăn rồi mày hết qua hậu rồi mốt mày tới qua gì. Khi mà không drama thì góc nhìn của em nó cũng không được cân bằng nữa, góc nhìn của em là góc nhìn theo phe, và nó thể hiện cái gì đó rất là bày đạt. Quay lại cái Duy Nguyễn muốn nói ở đây, muốn quan tâm ở đây là gì, về hai cái phát ngôn thấy cộng đồng mạng cũng căng lắm. Lúc mà bạn bè ngoài kia uống trà sữa, em ngồi đây cố gắng thi qua hậu đúng không? Ở cái câu nói này á thì Duy Nguyễn thấy cũng đâu có gì đâu mà căng. Tất nhiên em này nói thì cái thế là sẽ bị người ta bị anti là dập nè. Nhưng mà em này mà nó khéo hơn chút xíu chỗ này bảo đảm không ai bắt được. Nó khéo là sao tôi biết không? Cũng là cái hình đó, nhưng mà nói là ở ngoài kia cuộc sống có những bạn sáng cà phê, tối cà phê, suốt ngày đi uống cà phê làm những chuyện vô bổ, hưởng thụ trước mắt. Em đây em luyện thi, bây giờ em đậu được Harvard, em đậu được Rice, em đậu được MIT. Đổ hoài danh đàm. Bạn làm nhất nha. Đúng không? Tại vì lúc đó đó cũng là hai, cũng là cái sự so sánh thôi. Một sự so sánh là cô ta lấy bản thân cô ta thi qua hậu so với mấy bạn kia, là ý cô ta đó là chắc là không có tập trung làm này nọ kia nên không có được thành công như mình. Nhưng mà khổ một cái á là cái vị trí qua hậu của cô này á là chỉ do một tổ chức chấm thôi, nó không đại diện được cho một cái nền tảng cứng của xã hội. Cái bạn qua hậu đó, bản thân bạn qua hậu nào cũng vậy, gây tranh cãi. Nào là sao không chọn qua hậu này chọn á hậu kia. Nên gọi là cái vị trí đó nó không đủ cứng. Chứ còn bây giờ một người được đậu vô đại học Harvard hay là MIT hay là Oxford gì đó, lúc đó ai dám đam, đúng không? Nó là hai cái câu chuyện, nó cùng chung bản chất, nhưng mà nó chỉ khác về cái đối tượng thôi. Nên nói tóm lại ở đây là Duy Nguyễn cũng không nhận xét cái phát ngôn của ta đúng hay sai. Tại vì đúng hay sai đây là đúng cho ai, đúng cho hoàn cảnh nào, nó phải đứng trên một cái góc độ nào đó thì mình mới có thể suy xét được cái việc đó đúng hay là sai. Thì có sai với Tú không? Nope. Ủa có sai với Duy Nguyễn không? Nope. Ủa sai đâu, em đi thi qua hậu chuyện em đạt anh mừng cho em thôi, anh đâu uống trà sữa, anh đâu có gì đâu. Nói tóm lại là anh không thuộc đối tượng em nói. Nhưng mà cái đối tượng của cô hậu này nói chắc là mấy bạn mà không biết lo cho bản thân á, rồi chỉ biết ăn chơi hưởng thụ nhảy múa rồi đó, nói xong nhảy nhột. Theo như mình biết là được cái ngôi qua hậu chắc là cũng có ăn tiền nhiều đó. Nên tóm lại trong câu chuyện đó nói nó không khéo thôi. Nó không khéo, nhưng mà nếu mà nói dẫn tới mức sai thì anh cũng cảm thấy sai. Đó chỉ là cái quan điểm nhận định của ta nói thôi. Nhưng mà mạng xã hội bình binh thì cũng có, bình chống thì cũng có, giật quá trời quá đất luôn. Thì vậy cái cô này cũng trẻ đúng không? Cô con trẻ này nọ tự nhiên giật mình thành công qua hậu hết hồn. Đâu biết đâu ngày hôm qua còn là nữ sinh, nay thành qua hậu. Đúng như báo chí nói là cái bài phỏng vấn của ta nó không được thực sự pro. Tại vì một người nổi tiếng pro là gì? Không được nói điều mình nghĩ mà phải nói điều người khác muốn nghe. Bạn nhớ câu này cho tôi. Ví dụ Nguyên Tú bắp không ai biết hết, mày cũng nói gì mày nói Tú, thoải mái Tú, mày lo Duy Nguyễn là mày chửi mình. Nhưng mà khi Tú là một người nổi tiếng thì người ta sẽ xăm soi vô Tú. Lúc này Tú mà nói thật là Tú dở rồi. Nên là người nổi tiếng sống thật không có được. Khi mà bạn nào muốn trở thành người nổi tiếng, bạn còn phải có cái lộ trình để thành công, và lúc đó phải diễn tập trước những bài phỏng vấn để không bị hở sườn, mà phải nói những lời thân thiện, nói những lời gọi là có cánh, đúng không? Hạ mình xuống tới đây nè, ổn nâng ta lên rồi nè. Nó phải là như vậy thì mọi chuyện không gì hết. Chỉ có một cái em này nói thẳng thôi. Vậy thì nếu mà cô ta nói bạn bè của ta đúng không, vậy thì cái đối tượng đụng chạm là bạn bè của ta có ai ý kiến không? Không biết nữa nha. Nhưng mà vấn đề những người không liên quan thì ý kiến rất nhiều. Ý kiến là cô ta không xứng đáng hoa hậu đúng không? Thì cái chuyện đó nó quay về cái chuyện ban tổ chức chọn cô này làm hoa hậu thì cô ta nhận thôi. Còn cái chuyện chọn lựa thế nào thì Duy Nguyễn là người không biết, Duy Nguyễn không bàn. Chứ mà nói bản thân cô ta sai
thì Duy Nguyễn không thấy câu nói đó sai, mà Duy Nguyễn chỉ thấy là sai trong chỗ là câu nói không khéo. Như vậy mà nếu mà chấp lỗi phát ngôn thì trên đời được nói bạn không ai dám nói, đúng không? Các bạn có sòng phẳng ở đây, các bạn nhận định đó. Nếu các bạn người ta chấp lỗi phát ngôn từng cái vậy, bạn nói cái gì bạn cũng chết, không có thể cầm đất ăn, đúng không? Quá đúng chứ gì nữa. Nhưng khi người ta chấp lỗi bạn nói em không được nói vậy, em nói không có tiền cầm đất ăn là không đúng, đúng không? Tiền phải kiếm này, để cho nó kiếm. Ủa sao nói nhiều vậy, nhưng mà thật chứ em không có tiền cầm đất ăn thiệt chứ bộ. Nhưng mà chỉ vì một cái lời nói như vậy đi lên án một cái bạn trẻ, quá trẻ, thì ở góc độ cá nhân không nên, nhưng góc độ về cái vương miện đó thì có nên. Ở đây có hai vấn đề. Một là cái vương miện, nếu mà ban tổ chức cảm thấy không xứng đáng thì ban tổ chức thu hồi. Còn góc độ cá nhân thì cô ta nói cái chuyện đó cũng như bao nhiêu cô gái khác cùng trang lứa cũng nói chuyện đó, xui một cái là cái video chỉ vô, rồi lúc đó lên này lên kia, tự nhiên mình làm cho cái đề tài cho xã hội soi xét. Duy Nguyễn không quên, nhưng mà là Duy Nguyễn là một người cảm thấy mình làm vậy thì nó nghiệp ngã. Tại vì lỗi phát ngôn, cái gọi là lỗi phát ngôn bạn nghĩ nó là lỗi, nhưng đâu phải nó là lỗi. Bạn đồng ý với tôi không? Chẳng qua bạn nghe mà không thấy, bạn cảm thấy không hợp lý thì bạn cho nó là lỗi thôi. Thì bây giờ cô ta sống không vì cô ta nữa, mà cô ta phải sống vì dư luận, cô ta phải sống vì xã hội, và cô ta phải sống vì quan điểm của bao nhiêu người khác. Ôi áp lực quá, quá áp lực. Bởi vậy ta nói là gì? Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn làm sao.